tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận 176 ca mắc mới COVID-19, trong đó quận Liên Chiểu vẫn là điểm nóng với 90 trường hợp. Số ca F0 tại đây chủ yếu tập trung tại phường Hòa Khánh Bắc, đối tượng nhiễm đa số là công nhân. Trong ngày, toàn thành phố đã xét nghiệm hơn 20.800 lượt người, cách ly 400 F1. Công tác phủ vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi tiếp tục được đẩy mạnh. Tại các quận, huyện, công tác truy vết, điều tra dịch tễ đang được tích cực triển khai. Công tác giám sát cách ly cũng như phát hiện xử phạt các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch tiếp tục được tăng cường. Hiện nay, có 1.880 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và khu công nghệ cao cần tiếp tục phối hợp tốt với các địa phương trong việc theo dõi, giám sát các F1 tại doanh nghiệp, sớm trình Ban chỉ đạo về kế hoạch thành lập trạm y tế trong khu công nghiệp. Đối với vấn đề điều trị F0 tại nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay, đó là xử lý rác thải y tế. Thứ nhất là chúng ta căn cứ vào cái quy chế của quản lý chất thải y tế. Tuy nhiên là mình cũng phải rất là linh hoạt và rất là linh hoạt trên cái tinh thần vừa đảm bảo về mặt chuyên môn của quản lý về chất thải y tế nhưng mà phải vừa có thể tổ chức triển khai thực hiện tốt được, hạn chế tối đa cái lượng rác thải thải ra trong một cái phòng. Các anh chị hình dung mà nếu như ở trong đó 10 ngày mà cứ ăn cơm hộp với là đẩy vô là nó phát hẳn. Với cái việc mà tự ăn, tự rửa xà phòng, tự sát khuẩn thì cái số lượng rác thải nó sẽ rất là ít, và như vậy thì cái việc mà lây lan là chúng ta hạn chế, mà kinh phí nó cũng rẻ hơn nhiều. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận huyện cần chủ động nhân lực cho việc điều trị F0 tại nhà, đảm bảo hiệu quả hoạt động các trạm y tế lưu động. Đồng thời lưu ý các ngành địa phương đơn vị cần nỗ lực phát huy tối đa vai trò trách nhiệm trong thời điểm hiện nay để tiến tới kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn thành phố.